Ngay lúc này, một câu chuyện vừa xảy ra thật đau lòng, quý bà con cô bác anh chị em. Chị Loan, năm nay 38 tuổi, vừa ra đi tại một gốc cây sồi, với một cái lý do mà hết sức là đáng thương. Dại dột nghe lời trên mạng mà phải chuyển mất 15 triệu, rồi sau đó sợ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân, rồi sợ xấu hổ, nên chị quyết tâm suy nghĩ dại dột mời ra đi tại gốc cây sồi, để lại người con khóc nức nở bên áo quan, cùng người chị em cũng như người chồng láng giềng thương tiếc ngưng lệ. Và sau đây xin mời cô bác anh chị em hãy nghe người con tâm sự về người mẹ, người chồng dẫn anh em mình đi ra vị trí mà chị Loan ra đi, cùng người chị, người em và những cái điềm báo biết trước khoảng 3 ngày nay mà chị Loan sẽ ra đi. Mời cô bác anh chị hãy theo dõi hết video này, sẽ thấy được một cái câu chuyện. Và cũng nên qua câu chuyện này cũng xin bà con cô bác anh chị em gần xa hãy cảnh giác cao độ về những cái chiêu trò mà lường gạt trên mạng xã hội rất là khó. Do đó cô bác anh chị cố gắng cảnh giác như chị Loan này. Nãy là con ở đâu? Tôi có trong nhà. Con ở trong nhà mà con không hay hả? Dạ. Trước lúc mẹ con đi, mẹ con có nói gì với con không? Mẹ con kêu như phòng. Mẹ con kêu níu nhà. Mẹ kêu đi nhà. Mẹ kêu con đi vô nhà. Lúc đó là con đi nghe là mẹ con đi vô nhà ha. Dạ. Rồi tới lúc mà mẹ con mất xong rồi ai thấy? Chị Trang ấy. Trang thấy ha. Gần đây không con? Dạ ông ngoài cái xài ngoài đi. Cái đường đi vô ha. Dạ đi. Dạ. Sáng này hả con? Bứt ruột hơn. Con còn một người em nữa hả? Dạ. Mấy bữa trước mẹ con có nói gì không? Dạ không. Không ha. Mẹ con bị gạt là bữa nào? Dạ hồi chiều hôm qua. Hồi chiều hôm qua là sáng này là thấy luôn. Dạ. Lúc đó con ra chạy ra có thấy mẹ không? Dạ cha không kêu, cha kêu con ra, tôi không biết thấy. Con ra con thấy mẹ ha. Dạ. Ừ. Lúc mẹ cầm cọng dây đi ra ngoài trước là con thấy không? Dạ thấy. Thì con có hỏi mẹ cầm dây đi làm gì? Dạ, em con không có hỏi. Nhưng con không có nghĩ tới gì ha. Vì diễn ra chắc là lúc 6 giờ mấy quá ha. Dạ 7 giờ. 7 giờ là mới gặp mẹ con ha. Dạ 7 giờ. 6 giờ mấy. Rồi bây giờ con ở với ai? Mẹ ở với cha. Cha ha. Ngày thường mẹ mua gì cho con ăn? Dạ làm đồ ăn nhà. Đồ ăn nhà ha. Mẹ con thương nhiều không? Bây giờ mất mẹ hết có mẹ thương rồi. Em con trong nhà hả con? Dạ em con với ở trên Bến Tre. Ủa sao ở Bến Tre? Ừ. Ở bên ngoại hay gì? Dạ. Em nhà ngoại con ở đâu? Dạ bên Bến Tre. Bến Tre ha. Rồi em con có hay chưa? Dạ rồi. Em con lớn chưa? Dạ lớn. Lớn hơn con. Em ruột con hả? Con tên gì? Dạ con tên Khang. Con tên Khang hả? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 9 tuổi. Khang 9 tuổi ha. Hổng gài là mẹ con có nói cái điều gì với con không? Dạ không. Nó nhỏ hơn thằng này mới bị chuyện qua mà cái sáng này. Mẹ con có giận gì con không? Có giận rồi thì con không? Chút đó. Không có tâm sự gì chứ ha. Mới bị dắt chiều tối nè. Ừ. Sáng lại sao buồn người ra đi dữ vậy ta. Mình mắc cái đó mình có thể mình lấy lại được phải không? Mình báo mình lấy lại được phải không? Ừ. Sao chứ bà chị này suy nghĩ nông cạn. Mà cái quá đơn mà lúc chị chuyển tiền chị đi về tới nhà mà quá đơn nó đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu quá đơn. Không nhưng mà trên hồ sơ chứng từ của ngân hàng nó còn được lưu giữ của mình. Tại vì chị này suy nghĩ không biết, không hiểu á. Sao chị về tới nhà mà chị lại mất cái hóa đơn chuyển tiền?
Nhưng mà mình đi ra ngoài mình nói mình đọc số điện thoại địa chỉ này kia lên là có. Người ta biết à. Nhưng mà nhà mình cố tình nó lừa rồi á, khi mà nó nhận tiền là nó rút rồi. Phải chuyển lộn hay gì mà? Chuyển lộn nó phải lừa. Để mới nói. Chuyển lộn hay là bị lừa con? Dạ, chuyển lộn rồi bị lừa. Chuyển lộn người ta lấy luôn ha. Coi như là cái app thứ ba là cái app đen đó, nó biết cái thông tin của mình đó, thì nó nhào vô để mà lấy thông tin của gia đình để mà nó lừa nó kêu buộc phải chuyển tiền cho nó liền. Nghĩa là vậy đó. Rồi cái việc đó hồi tối này á, là mẹ con có nói cho cha con nghe không? Dạ có. Có nói cha ha. Chàng ơi rồi buồn ra đi vậy. Ba con đâu rồi? Dạ, cha con chơi rồi. Có ăn uống gì được không? Anh trai? Dạ. Sáng nay có ăn uống gì không? Còn có miếng. Em có một miếng này ha. Ngày thường con đi học là ai đưa, mẹ đưa ha? Ba dạ, đưa. Tự đi. Tự đi ha. Rồi mẹ ngày thường mẹ con làm gì? Mẹ con đi làm tối gì thì làm được ăn thôi. Đi làm mà tối gì làm đồ ăn ha. Rồi mốt rồi ai làm đồ ăn cho con nữa? Con biết mà. Con biết ha. Con lớp mấy à? Mới có 9 tuổi. Con học lớp mấy à con? Dạ lớp 4. 4 à. Thì lúc đó mà con đi ra con gặp mẹ lúc đó là con hết hồn không? Lúc đó ba con kêu ra hay gì? Dạ. Kêu ba con kêu con với ai? Với bà ba con. Với bà ba ha. Rồi ông nội mà nội con đâu? Ủa? Con biết không? Không ở chung với nội mà nội ha. Dạ. Lúc đó là ai là người phát hiện mẹ con trước con? Dạ cha con. Bé mới bị lớn mà nó chứng kiến cái sự việc như vậy chắc nó buồn lắm á. Đây là hình mẹ con đó ha. Dạ. Mẹ y chang hồi lúc mẹ mất con đó hả? Dạ. Hôm nay là mới có 38 tuổi à. 38 ha. Loan. Chị buồn. Bị người ta lừa. Anh chị đã ra đi. Chim cây luôn hả con? Cây xài hay cây dừa? Dạ cây xài. Cây xài ha. Mẹ biết leo cây nữa hả? Dạ con. Rồi lúc đó là ai đưa mẹ con vô? Dạ cha con với Dương Út con. Cha con với Dương Út ha. Dạ. Khi đưa mẹ vô để đâu? Dạ để bên đây có cái giường. Để chỗ đó có cái giường ha. Con từ sáng này có ăn uống gì không? Dạ con có miếng bún bò. Con có miếng bún rồi ha. Ráng ăn đi con. Con ráng ăn vô con. Nói chung nhớ mẹ nữa rồi. Xót xa cô bác anh chị hết, ơi. Hết gặp mẹ. Thôi mình cũng gán niệm Phật cho mẹ để sớm được tốt đẹp siêu thoát nha con. Con phải gán niệm Phật cho mẹ. Là Phật nha con. Hồi đó mẹ có hứa gì với con nữa không? Không. Mẹ thường thường mẹ đi làm gì mẹ nói gì với con? Dạ mẹ có nói gì. Mẹ có nói gì chứ ha. Nhiều khi mẹ đi làm về mẹ có mua quà cho Khang không? Không. Con không có đòi hỏi hả? Con thương mẹ nhiều không? Khóc quá trời. Mà con ra gặp mẹ chắc lúc đó là con khóc hết nước mắt luôn hả? Thì con đi học ai cho tiền con? Dạ mẹ. Con ngày được nhiêu tiền? Một giờ 30. Ngày 30 sáng 15 triệu 15 hả? Dạ không sáng 20. Giờ 10 nghìn. Sáng là 20 ăn sáng luôn á. Ăn sáng đó luôn không? Đúng rồi. 20 ngàn là ăn sáng uống nước rồi đi học đó. Rồi chiều thì uống nước thôi. Tại vì ăn cơm nhà rồi chiều đi học uống nước thôi. Mốt mẹ mất thì có tiền đâu mà cho ba con có làm nhiêu tiền không? Dạ có. Thấy cái nhà cũng sập sệ quá trời. Nhà tiền chế à? Bên bên hông thì lập lá. Cái nhà này là của ba mẹ con cắt hay sao? Dạ, mấy người thân qua phụ. Sao? Mấy hàng xóm phụ cắt. Phụ cắt tức là hỗ trợ cho cắt ha. Vậy là nhà khó khăn ha.
nhưng nói chị đi làm mà gom góp tiền lên được cái nền này thì nó mới chán được cái nền tráng xi măng ha, mới chán được cái nền xi măng ha. Còn ở nhà thì nhà hảo tâm ta chắc cho. Rồi vậy thôi con gắng niệm Phật đi con. Con gắng niệm Phật nha con. Nghỉ ngơi đi nghe con. Để mấy chú gặp cha con chút xíu. Thấy con nín đi con ơi. Gắng niệm Phật. Cố gắng lên đi con. Nhớ ăn uống nha con. Ăn uống nhiều nha. Sau đó vì sự buồn mà ra đi, khiến cho người chồng và người con khóc nức nở. Cả chị em hàng xóm ai cũng đều thương tiếc cho chị Loan. Phải chi chị nói ra để mọi người có hướng giúp đỡ. Đằng này chị không dám nói mà chị ra đi tại cây sồi. Chị em của chị khóc nức nở. Và sau đây xin mời cô bác anh chị hãy cùng người chồng của chị Loan dẫn mấy anh em mình ra cái vị trí cây sồi mà nơi chị Loan ra đi vào lúc 6 giờ mấy 7 giờ sáng hôm nay. Trên đó anh canh nạn cho anh. Đứng cột xuống như thế này nè. Nhấn lưỡi. Ôi sao gần cái bên á. Ừ, gãi nhánh. Cột con dây rồi vô cái thân luôn. Rồi cột thay vô cái thân luôn nó nằm trên này. Cái chỗ đó nó không đâu, 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 đâu. Rồi chỗ này nè, con dây cầu thấp nhưng mà cái độ á, cái độ là nó hỏng chân. Nè, độ dốc như này dốc. Sao? Hỏng chân xa không anh? Hồi nãy là bợ hồi nãy là cái chân lông nó nằm chỗ này nè. Chân nằm cái đó à. Cột xích trên trên nè. À, hồi nãy cũng không có để ý chắc nằm trên cây trên. Nhánh bên đó hay là bên đây nhánh xài đục xuống? Cầu cái thanh này nè, cái thanh này. Chỉ cao không? Lùng. Lùng ha. Là cái xài này là của nhà mình luôn ha. Của nhà. À, lúc đó anh đi ra đây tới đâu mà anh gặp? Đi ra tới ngay đường đi ra, dòm qua anh kia không có, dòm đâu mà đó cũng không thấy. Vì dòm đây khoảng 10 mét ha. Dòm cái này là tự nhiên té rồi anh nằm trên đó luôn. Anh thấy rồi anh ngắt chỗ đó luôn. À. Rồi con của anh ra cũng ngay chỗ bị chứa đó luôn. À. Rất rồi hồi tỉnh cái xài này của ai? Nhà mình đúng để hay mình đốn đốn bỏ hả? À, chứ không có để gì. Cái phần cái tại thứ bảy chủ nhật được chạy về tin nhắn là anh chạy về đó ha, chạy về liền là anh chạy về mới biết chứ nếu mà không có tin nhắn là anh cũng chưa chắc đi về đó ha. Cũng về rồi gặp ngày thứ hai thứ ba định chiều mới về. Xây ra đây cơ. Tức là tin nhắn hay buổi sáng này luôn hả? Buổi sáng luôn rồi sáng luôn. Mới buổi sáng này luôn. Mới chạy gì đó. Rồi nhắn tin thì lúc 4 giờ đúng không anh? 4 giờ 10 phút thôi. Vậy là chắc hồi lúc đó là chỉ leo mấy cái cành này chỉ đi lên. Đúng rồi, leo lại. Leo đây là bước qua đó. Bước trên đó quá. Hình như có chị của chị của vợ anh ra phải không? Đó chị áo đỏ đó. Thấy không? Chị thứ hai không? Không có. Đây là bà cụ trong nhà đó. Cái này mẹ. Còn cái này vợ. Vợ. Còn bữa kia mẹ gục nha. Mẹ gục. Mẹ gục ha. Nãy có gặp hồi nãy bà khóc quá trời luôn. Tính ra từ cái cọng dây mà xuống tới cái góc chân sồi là khoảng 2 mét rưỡi à. À khoảng tầm đó. Dắt rồi tụi vô. Dắt qua ngoài vô. Bây giờ vợ mất, con còn nhỏ, mẹ già thì khóc hoài luôn. Rồi cái này xong đám mới đốn ha. Rồi xong đám rồi mới đốn. Phải đốn nó. Ủa sao mình không đốn liền mà phải để xong đám ta? Thường mấy cái nào ấy? Nè, luôn không để lại. Có ngày mai nếu mà có ai rảnh đúng ngày mai luôn. Chớ ai đâu làm. Chờ sư thầy tụng nữa. Mời có thầy tụng ha. À mời tôi tụng vong về tổng rồi mới đúng. À có thầy tụng. Đúng rồi, có thầy tụng tụng vong mới được. Xe này xe gì anh? Xe các Hồ Lộc hay gì? Xe này xe Thái. Thái ha. Nghe bà nội kể là cây xe này bà nội dự định là không ngày mấy ngày nay tính đốn bỏ đó anh. Biết bà nội có suy nghĩ sao bà nội nó mà tính vậy luôn á hả? Ờ bà nội nói rẻ kết hợp với mấy điều luôn ha. Một điều của bà chị dặn anh trước là mắc là sẽ chôn tôi ngay đó. Mấy bữa trước luôn. Nhưng mà có cái đêm trước. Cái đêm trước bà nội nói là bà nội đang đi là con chim á xa vào người ngã chim xuống luôn. Trời ơi. Bà nội kể luôn. Chứ hổng về trong mà trong người cũng không thấy không ổn định nó kỳ kỳ. Người của anh á ha. Ừ. Lúc chị ở đây nè, cái mặt của chị quay ra đâu anh? Quay khéo bên này. Quay xéo về hướng cái cây chanh này ha. À.
Vậy là mặt quay về hướng bên đây. Cổng dây lớn không anh? Cổng dây dù bự lắm. Dây dù mà kiểu văng võng. Cổng dây dù văng võng mà trọng. Dây dù văng võng ha. Mới mua về văng võng nữa. Mới mua luôn ha. Mới mua về văng võng rồi còn khúc ghen vách đó. Khúc dài không anh? Khúc dài không? Khúc cũng khải mấy. Dạ. Khúc 2 mét á. Là nãy anh nói là anh về nhà. Là con anh nói là thấy cầm cái gì đó, anh vô nhà anh coi lại là mắc cái cọng dây là anh biết liền. Rồi, mắc cọng dây là anh nghi rồi. Là bắt đầu táo quả đi kiếm là, liền. Mẹ đi ra ngoài chuồng bò là biết rồi, ra ngoài này chứ không đi đâu thôi. Bây giờ tùm trơ làm chứ không có, dòm xéo qua đây mới thấy. Rồi bây giờ là chị xong xuôi rồi hết rồi, bây giờ anh cũng đi làm lại ha. Cũng xong xuôi rồi cũng làm lại bình thường. Làm lại nuôi con ha. À. Bây giờ thì ở đây nè, thì anh đọc cái số điện thoại luôn đi. Nếu mà có ai thương gia đình của mình á, thì người ta điện anh, người ta giúp trực tiếp. Với tụi em thì ở xa lắm. Tên đây chia sẻ cho anh, cho mọi người biết là cái là vợ anh mất như vậy đó. Số điện thoại là 035 717 9657. Tên gì? Tròn. Rồi địa chỉ? Để ấp Trà Vinh, ấp Đông Kỵ. Anh có số tài khoản rồi anh đọc luôn. Số tài khoản không nhớ. Không ai có cần thì điện thoại cho anh. Không ai có điện thoại trước. Anh đọc lại một lần số điện thoại mình lớn. 035 717 9657. 035 mấy nữa? 717 717 9657 9657 gặp anh Tròn. Nếu mà gặp những người nào mà người ta muốn thật lòng với mình đó, người ta muốn giúp mình đó, là người ta kêu đưa số tài khoản người ta sẽ chuyển cho mình. Chứ những người mà kêu mình chuyển tiền cho ta mà để mà nhận tiền đó thì mình tuyệt đối mà không chuyển nha. Mình giống như bà đó, chị đó. Bị một lần là vợ mất rồi, anh phải hiểu chuyện đó ha. Nó có ai cho mình là cho không mà. Chứ không có mình đóng phí gì hết á. Anh là từ hôm qua giờ khóc cũng dữ lắm hay gì mất. Giờ hết cảm xúc luôn rồi. Khóc bắt nổi luôn rồi. Ngộ cái cây xài lùng ngắn như vậy thôi ha. Đó là xong cái này rồi mình mới đốn cái cây ha. Dạ. Cái này mới đúng. Là cây này mình xài này mình trồng lâu chưa? Cây xài này 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi ha. Mà nó có trái không? Trái nhiều lắm. Trái nhiều ha. Phải mà anh biết những cái chuyện này sớm mà anh khuyên chị là chắc không có xảy ra quá anh ha. Đúng rồi, tại mình cũng không có nghĩ cái gì đó. Cũng bình thường như hàng ngày. Là một cái vườn dừa có một cây xoài này duy nhất ở đây. Mà bà nội tính đốn mấy bữa trước nữa. Cây xoài. Đứng đây mà nghe anh chỉ là cái vị trí mà nơi chị ra đi, kết hợp với cái tiếng nhạc bài Lòng Mẹ nó nghe nó xót nó xa. Buồn và nó dây dứt, nó xót xa gì đâu á cô bác. Hai ba ngày nữa rồi mới nhớ còn giữ nữa. Vậy mà bác không kể cho ổng nghe không? Kể sớm rồi đó. Đúng rồi, kể sớm nói anh ơi em bị vậy đó, rồi hai chồng cùng nhau giải quyết là... cũng như sợ là sợ chỉ sợ là không có tiền rồi nói chồng mà chồng làm cực khổ rồi sợ bị la. Sợ người chị với em rồi nói kia chữ mắng đồ đó. Nhưng vợ cũng làm ở cổng luôn, làm ở công ty trống luôn, làm chung luôn á, làm chung luôn, làm ở tuần bờ gần anh chạy đò, anh chạy rước khách không à. Biết ai đâu mà vậy ha, tự nhiên cái bởi vì bà con cô bác anh chị em gắng cố gắng cảnh giác những cái sự việc mà giống như của bà chị là chuyển tiền đó, thông báo trúng hưởng rồi đó. Mấy cái đó đó trúng hưởng, như ví dụ như là trúng những món quà giá trị lớn, cái rồi người ta kêu mình chuyển trước cái phí này kia rồi đó. Nhiều người bị lắm rồi đó. Rồi thôi bây giờ chịu đó. Anh cũng vô nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Rồi cái sự việc sao mà chỉ ra đi với anh? Thì hôm qua cũng có mượn cái số tiền anh đi trả tiền á. Thì anh cũng chuyển sao mà lộn. Chuyển lộn ha. Chuyển lộn rồi lấy lại không được, xin lại không được. Thì về anh cũng không biết nữa, về cái anh mới điều tra cái hỏi thiệt, hỏi bao nhiêu mượn ở ngoài, nhiêu không mượn ngoài thêm 7 triệu nữa. Thì lấy tiền nhà anh hỏi rằng anh vô anh trả trong ngân hàng trong đó. Rồi 37 triệu mất luôn. Thì về anh nói sao ngu quá trời ngu vậy, tại sao không đưa tiền mặt mà đi chuyển, dạ mau đưa tiền mặt không được, phải chuyển mới được. Về tối cũng làm tin la vậy tiếng nói vậy. Sáng mới đi làm. Hai chồng 4 giờ thức dậy đánh răng cái mới đi chạy đò cho Mỹ Lan á, đi sớm 4-5 giờ rưỡi đi. 5 rưỡi đi cái khoảng gần 7 giờ anh coi cái điện thoại tin nhắn
Yeah. Đọc tin nhắn rồi chạy về, mình chạy không kịp. Đọc tin nhắn cửa nhà. Yeah. Cô ba, cô dạo đi đâu toàn á, đi đâu đi ra hay vô cô ba? Yeah. Thằng con nó thấy mẹ cắt cái gì ra đi ra ngoài á. Là dòm lại mất cái món đồ đó mình biết rồi. Chạy dòm tăng ra là đâu kịp. Dòm mất cái món đó mình chạy ra cây là không kịp á. Là thấy mất rồi. Là bắt trước đâu khoảng cỡ cái tiếng hồ. Rồi lúc sáng thức dậy xúc miệng nữa rồi chỉ có nói gì không? Không, không nói gì hết. Rồi anh cũng không nói gì hết rồi anh đi chạy đò. Rồi vậy đó, rồi về không kịp. Rồi chỉ có dưới cái dòng tin nhắn đó trước là anh hay là mình chỉ gì? Trước chỉ hồi 4 giờ 10 phút. 4 giờ 10 phút. 4 giờ hồi hôm. Là dưới dòng tin nhắn là em có mắt, anh có vợ khác là cũng thương con ha? Nhớ thương con. Rồi nhắn về cháu vợ trả cũng vậy, cũng nhắn vậy. Đừng có thương nhớ con, nhớ thương cháu, lo cho cháu nha. Lúc đó là mình chạy xe về hay mình đi đường tắt gì hả? Chạy xe về. Chạy xe về. Rồi mấy bữa trước á thì nói lúc em có thì chôn em ở ngoài đất nhà chung ở ngoài đất. Thì có em rể nữa là tưởng đâu cũng như nó qua nó lại chơi mà đâu có nào vậy. Nó giỡn rồi chơi hay ha. Là ba bữa. Có ba bữa. Dạ. Cách nay là ba bữa. Dạ. Rồi hiện bây giờ là anh làm gì? Anh chạy đò cho công ty Mỹ Lan trọng. Dạ. Rồi anh nuôi mấy đứa con? Con đứa là thằng 10 tuổi đó. Rồi hai chồng gặp quen nhau lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm mới có đứa con rồi ha. Thì bữa nay em tới đây thì em biết cái gia đình của anh có chuyện buồn rồi đó. Thì em cũng gửi cho anh là 2 triệu của em Bảo Si ở trên Sài Gòn để lo đám cho chị ha. Cảm ơn. Cú ích lòng nhiều ha. Anh tên gì? Tròn. Anh Tròn ha. Tròn. T-R. Anh Tròn. Năm nay anh Tròn nhiêu tuổi rồi? Nay anh 51 tuổi. 51 tuổi ha. Rồi cái giường này là đem vô là lúc đó là chỉ nằm đây hả? Cái giường này giường của người cô phiên ra. Còn cái giường... Vợ nằm năm chút nữa rồi anh dẫn tụi em ra ngoài chỗ cái cây đó cho em coi ha. Thì hồi đó chỉ viết tin nhắn chị nói vậy rồi sau này là anh có vợ nữa không hay là anh ở như vậy? Không có đâu, bị hai vợ rồi. Hai vợ rồi ha. Vợ trước thằng trai nó hai mấy tuổi rồi. Là bà này bà sao ha? Sao? Lúc đó hai người đi quen nhau hay gì? Quen nhau đi Thái Lan thì gặp quen nhau rồi làm tiệc nha. Yeah. Cũng làm nó nhỏ gia đình ra mắt nhỏ gia đình ra mắt rồi chỉ mất cái số tiền nữa là lúc mấy bữa anh? Ngày hôm qua, trưa hôm qua mới có trưa hôm qua là tối lên là sáng lên là bị gì đó hả? Lúc đó anh không có năn nỉ chị sao? Không có phiền như đâu có gì, đâu có cãi cự, đâu có gì, cũng bình thường như hàng ngày mình đâu có biết như bình thường à? Không có ra gì chứ ha? Không ngờ vậy. Mà hai chồng hồi đó giờ làm công ty là sáng đi chiều mới về. Rồi thằng nhỏ thì nó lớn rồi tự nó về nấu cơm làm đồ ăn ăn rồi tự chỉ, nó tính giờ đi học. Chỉ mất xong mà chỉ về chỉ báo cho anh biết hay gì? Cũng như là nó sao? Cũng như là chỉ chuyển tiền mất rồi đó lúc đó anh biết rồi. Chưa? Hay là anh về chỉ nói anh mới biết? Chuyển tiền mất tiền rồi về không thấy điện thoại hoài cái Nhi cái hỏi. Hỏi cái chuyện thiệt nó khai thiệt. Không cũng như tiền là anh hỏi chỉ mới nói ha. Rồi về là trong mình là còn đâu trăm mấy giờ còn như là hết luôn, hết tiền luôn. Mà tiền hỏi người ta trả đóng nữa, bị tới hạn đó. Cái vấn đề chuyển tiền nhầm đó mình có thể là mình khắc phục được mà không biết sao mà chỉ lại suy nghĩ vậy ha. Nhưng không có chuyển nhầm đâu. Không ăn được có ra. Cũng như là bị dụ kêu đóng tiền này tiền kia rồi nhận cái này kia gạt chuyện nó lừa gạt á, những tin nhắn là đóng tiền để nhận quà nhận quà đó chứ không phải là chuyển lộn số tài khoản khác hiểu không? Như chuyện nó rồi nó không lừa nó cắt luôn, cũng như chuyện nó xong nó nhận tiền rồi nó phá máy luôn nó bỏ luôn rồi chỉ mới buồn. Như buồn là chắc cũng vì sợ chồng mà con nữa, người bên gia đình nữa không biết làm sao thì chỉ suy nghĩ như vậy ha. Còn với phần cái số này cũng tới hay vậy cho hay trước mấy bữa nay cho hay trước ha. Cho hay trước sao anh biết mấy bữa trước rồi ba bữa trước rồi mình cũng đâu có biết vậy. Chỉ cái chỗ chị nằm đó ha, chỉ chỗ nằm luôn đó. Chỗ nằm với có chỉ trước từ như hàng ngày thôi. Nói chung nhiều khi mình la một hai tiếng gì thôi chứ mình cái đó mình giận mình phải la thôi, ai cũng vậy. Cái mấy ngày
trước đó mà chị ấy nói là cái chỉ cái nơi mà chị ấy nằm đó là anh cứ nghĩ mình là chỉ giỡn thôi nha. Cũng như vậy. Vợ chồng nhau chị ấy giỡn nha, nói tôi nằm đây hay nữa là tôi gì tôi nằm đây hay ông. Như anh cũng vậy, anh nói trước nữa có mất rồi trước thì nằm ngay chân đó luôn, thì đi ra chỗ đó luôn. À, không ngờ ha, dạ. Không ngờ sự việc nó xảy ra vậy ha. Bây giờ là xảy ra sự thật mà mình biết ha. Dạ. Rồi hồi lúc mình đi lại cái cây là mình gặp trên luôn ha. Ở trên. Thằng ơi. Nghe ra nó đây lúc đó là anh thấy là anh xỉu. Hiểu à. Rồi mà lúc đó mình thấy dưới là có cái ghế gì không hay là không, có không gì có cái gì đó. Chắc chỉ leo lên cây ha. Rồi, leo lên cây thôi. Thằng ơi. Rồi lúc đó ai với ai đưa chị vô? Anh với thằng em rể. Anh với thằng em rể. Rể với ông anh rể đi vô. Lúc đó anh kêu chắc người ta cũng hết hồn quá ha. Dạ, kêu thì Tú là tưởng đâu người cô. Vì người cô cũng bệnh lớn tuổi á. Dạ. Bây giờ tội nhất là con trai của anh á. Tại vì dạ. Nó còn nhỏ đó, rồi nó thấy chứng kiến sự việc gì dạ. Nữa. Rồi bây giờ là lúc đó là hàng ngày là ai đi cắt cỏ cho bò ăn anh? Anh, tối mới về cắt. Tối anh về anh đi cắt cỏ. 6 giờ rồi mới về đổ đèn cắt. Thì cỏ gần đây nè, cũng gần. Hoặc là vợ nó cắt về sớm nó làm đồ ăn uống, về sớm nó cắt trước. Là cái đất này đất của mình đó ha? Dạ, đất này của bà già. Bà già cho ha? Dạ. Đất của bà già, đất của bà già. Rồi bò đó nuôi cho nó làm vợ. Làm vợ. Sẵn được có cỏ này nuôi cho nó mua, nuôi cho nó. Rồi mốt chỉ còn có hai cha con ở trong nhà này thôi. Hai cha con với người cô. Người cô nữa ha. Người cô chồng chết rồi rước con thấy bà già rước bà về ở. Rồi mấy bữa nữa mấy chôn à? 2 giờ của mùng 8. 2 giờ mùng 8 ha. Như ngày mốt. Mốt. Ngày mốt. Rồi hồi lúc đó là chị mất rồi đứa con trai thấy không? Chạy ra thấy không? Hồi mới đi học. Nó chạy ra mới chạy ra cái nó xỉu luôn, nằm luôn. Xỉu luôn. Dạ. Rồi hai cha con. Nó thấy đâu mẹ là cái gì cha, mẹ gì cha, mình nó cũng đâu còn biết gì nữa. Lúc đó là mẹ làm gì, mẹ làm gì? Mẹ gì làm gì cha? Thằng lúc đó chắc nó biết rồi đó. Dạ. Nó nhìn nó chắc nó cũng biết. Biết à. Thì thôi bây giờ thì em cũng là chúc anh và con anh là luôn mạnh khỏe nha. Để mà lo cho cháu trai ha. Dạ. Nó nói sáng điện mẹ nói chuyện con mừng rồi. Mẹ nào cũng điện rồi, trưa đi mần gì điện, chiều mần gì điện, cắt cỏ không làm gì á. Đổ đèn cắt cỏ, hay là đổ đèn cắt cỏ. Cái lúc mà chị Loan mà bị mất cái tiền vậy đó, rồi có tâm sự với bà không? Không, mới nói hồi tối với ổng à. Mà điện nó mất máy rồi ổng la, nó nói mày khùng quá, mày tiền bạc mày chuyển đâu mà cực khổ. Ừ. Nó để sáng nó báo công an. Ừ. Nói vậy nghe. Dạ. Tính sáng điện cho nó thôi con thiếu mười mấy triệu rồi bán mấy bò tả đi rồi không ấy được kêu em con chị con đưa thêm cho. Chắc độ mấy ngày hâm nó hay gì vậy nó mới sợ vậy chứ. Mấy ngày giờ nó quỷ quái lắm, dữ lắm chứ đâu phải vừa. Nó lừa gạt người ta. Lúc đó là tiền đó là mình mượn làm gì? Nó mượn nó chuyển cho ta cũng như nó chuyển nó nói với ổng là chuyển 5 triệu mà đưa 20 triệu. Cũng như chuyển nó 5 triệu nó đưa lại 20 phút 20 triệu. Nó là nó nghe lời vậy chứ nó đâu có mượn làm gì. Vậy là coi chừng nó nói là mình đi lừa gạt coi. Nhận quà. Nó vụ nhận quà. Mấy cái này cũng bị số người bị hoài luôn. Trời bển nhóc luôn kìa. Bán đất nhóc luôn. Đó, nhưng mà tất nhiên là cái gì nè, nó nói ví dụ mình muốn dây cái khoản tiền đó là phải chuyển cho nó 2-3 triệu đó để nó làm hợp đồng. Ừ thì đúng rồi. Đó là hợp đồng xong cái chuyển cho nó rồi chuyển xong nữa, nó giờ chưa rồi chuyển nữa. Ừ, chụp cái con gì rồi chuyển thêm cái nữa đi nó giảm đó. Bán chuyển 30 triệu nhỏ kia cũng 30 triệu vậy. Còn đầu chuyển 20 vay được 50. Cái bắt đầu chuyển rồi cái hỏi giờ anh cho vay tôi đưa tiền rồi. Giờ đưa thêm 30 nữa đi. Rồi vay được 100 rồi đưa 50 là hai lần 50 rồi không có cắt nào hết trơn. Mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. À, nói hay là cái câu chuyện là nó như vậy. Tức là cũng nhiều người bị rồi nhưng mà chị này do nó quá thì buồn, nó buồn nên ra đi ha. Như mất cái số tiền mà lớn khổ quá chứ vậy mà. Ủa chị làm công ty hả bà ngoại? Ừ, công ty hai chồng, thằng chồng nó chạy đò, nó thì đi mằn cỏ mằn cái ra công ty đó. Dạ. Bỏ nhỏ nhà đi học thì có đứa con một đi học cái gì đó. Còn một bé nữa là nãy nó Bến Tre hả? Ở Bến Tre.
Không, con trai là con nhỏ em đó. Cho nên mẹ thương đó, bà nhỏ này thương nó lắm, thương chứ đâu phải nó con thằng đâu không. À rồi, nhỏ con bé là con trai hồi nãy là em đó là con của nhỏ thứ tư. Dạ. Chứ nó con thằng một. Chết nó bỏ chồng, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ đó. Và trước khi mà tối chị ấy là tối này luôn hả cô? Mới tối chuyển này. Tiền là tối. Chuyển chiều đâu 5 tới giờ, 1, 2 giờ chiều nhưng mà cô không biết. Rồi tối nó mới điện. Còn nó mới điện, nó nói vợ con nó làm bị ta lừa gạt thì chuyển tiền rồi mất 15 triệu rồi cha. Cái ông này ông mới nóng, ông mới la, ông điện chửi nó. Nói ngu quá vậy, mà cực khổ mà lừa gạt mà ngu quá vậy. Rồi đó vậy rồi cái ông chửi vậy, cái thôi nói ngoài nói thôi nha. Thôi gì lỡ rồi thôi đi. Mời tính, nói nó vậy nha. Thì cái ổng rửa tắt máy rồi điện nó không tắt máy nữa. Bên chắc suy nghĩ rồi đó. Điện nó không tắt máy. Cái điện tắt máy phiền nó thôi, con ấy không có từ từ rồi tính. Mời thì mẹ giải quyết cho. Tại vì nó khùng, nó khiến này sao chứ theo mà nó điện mấy chị với em nó là không có đánh đổi. Vậy nhiêu nó cũng đưa được hết á. Chị hai đấy với em đó. Đó là chị, tại vì chị mất cái số tiền dành dụm lâu quá tức, rồi suy nghĩ. Vậy là đúng là 15 triệu luôn ha. Rồi nghe nó trong tin nhắn nó nói với mấy người đó là anh không chuyển tiền tôi rồi cắt tôi trước. Trong tin nhắn nha. Mà nó dạy dột coi chữ trời ơi, tiền tỷ kiếm được cái mạng người kiếm đâu có được không. Cô là mẹ chồng hay sao cô? Mẹ ruột. Dạ. Mẹ ruột. Mẹ ruột luôn ha. Tàn ở mẹ ruột Chi Lon luôn. Ừ. Là từ trước giờ cái vụ việc này có xảy ra lần nào không hả? Chị mới đây. Không, mới đây à, mới đây thôi, chứ không nghe gì đó. Chứ lâu lâu cái mặn không có tiền, khai không tiền, khai đi học con còn mặn nhà còn thiếu nợ. Chứ mua nữa con bắt em chồng nó thiếu nợ. Chắc còn mặn năm tới còn mới trả hết mẹ tụi nó thì ấy đi rồi con. Vậy là làm cái nhà này hiện tại giờ còn thiếu nhiêu tiền bà ngoại biết không? Không biết, không biết mà nói ít chứ không nhiều, tại vì muốn cắt của em chồng nó bán làm sao nữa không đó. Thì chắc nó mượn chế mà cắt không hết nó bên hông mình lập lá nữa. Thấy lập lá vậy đó ở chỗ mát. Thì nó mua nửa con đất của em chồng nó, rồi chắc mượn thiếu đỉnh gì đó. Thiếu cũng ít chứ không nhiều đâu. Nó nói con tả cũng gần hết rồi mẹ. Con gái năm nay con nuôi bò, con bán, con tả hết luôn. Lại chỉ buồn á, mất cái số tiền vậy làm cực rồi chỉ buồn. Cái tệ, có 15. Phải chỉ tâm sự thì được quá. Phải nó nói với mẹ, nói với mấy chị em là đâu có ai nên bỏ đâu. Phải nói nhiều người đã ha. Đợi nó không nói. Tự luôn. Tự ôm nó. Là tiền 15 triệu đó là dành dụm của chị hả cô? Chồng nói chứ cô không biết, nó nói dành dụm đi bằng công ty gì đó. Thôi bà ngoại cũng giữ gìn sức khỏe, cũng gắng ăn uống rồi lo cho xong. Chỗ cục đất nè, chị nói mà ngay chỗ vị trí này chỗ đào đó. Dạ. Bây giờ ở nhà cũng đang làm. Chỉ là ngày mốt thì anh cũng để chị ngay vị trí này luôn ha. Đúng rồi. Theo ước nguyện của bà chị ha. Dạ. Ở trước mấy ngày. Anh ngồi đó đi, anh ngồi bên chỗ của chị. Anh ngồi ở đây nè anh Tròn. Đó cái nơi mà của chị. Rồi. Quay qua đây nè. Anh ngồi dịch cục rồi sao chút quay. Nói là chân chỗ đó là mình đào đồng hồ rồi đấy anh. Đào đây rồi. Là cái chỗ mà chị hứa trước đó ha. Dạ. 3 ngày không anh? 3 ngày. Dạ. Rồi bà nội cũng nói cái cây xài ở ngoài là tính đốn cũng mấy ngày trước luôn. Dạ, cũng mấy ngày trước. Trùng khớp đó ta. Lúc đó là anh cũng không có nghĩ gì tới ha. Được không, cũng có nghĩ tới cái vụ gì đó. Rồi bà nội đã đi ngang. Nhưng trạng đó con chim tự nhiên nó cũng bay vô té chết trước mặt bà. Cũng có cái điểm đó nữa. Ngộ quá. Chim xa cá lặng. Con chim mà tự nhiên bay vô đụng người cái rớt xuống là mắc luôn, ra đi luôn. Chim xa cá lặng mà có điểm trước á. Mà con chim đó là mấy ngày rồi? Con chim đó ngày hôm qua. Mới ngày hôm qua thôi. Dạ. Mới ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua. Vậy là trong 3 ngày trở lại à? 3 4 cái điểm báo. 3 ngày. 3 cái điểm báo. Là lúc đó bà cụ kể cho anh nghe chưa? Bà cụ kể hồi chuyện qua. Kể hôm qua luôn. Dạ. Chị hôm qua là sáng ra là có nè, chuyện rồi. Vì hôm qua có ghé trong nhà của bà già trống á, hôm qua chim bay xuống mặt nó té nó chết. Anh lúc đó là chị Lon là dẫn anh ra đây chỉ vị trí này luôn hay là không có dẫn, cũng như nói trong nhà. Nói trong nhà. Mà chỉ cái tay ra đây ha. Như chỉ ra ngoài.
Lúc đó nói là có ai đó anh? Có em rể. Con em rể ha. Rồi lúc đó có ai nói gì không hay là mình? Không, cũng như là ngồi nói chơi vậy á. Đứng đâu cũng như nói chơi. Rồi lúc đó anh phản ứng gì? Anh nói sao? Mình cũng đâu tôi chắc chết trước ông bà rồi. Mấy tôi già rồi. Anh năm 51 ha. Còn vợ có 38 à. Đây là đất nhà mình luôn ha, là đất nhà. Đất nhà luôn. Cụ qua tới nữa rồi. Bà cụ ra nữa rồi. Bà cụ nó khóc quá trời luôn. Bà nội bà ra đây nè. Bà ra vị trí của chị Loan chỉ trước cái nơi nằm yên nghỉ nè. Bà nội bà ra, còn bên đây là chị hai. Thấy gia đình bà con thương xót ha. Cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra. Em là em ruột ha. Nói chung là cái này là do cái app đó nó lừa đảo, nó lừa gạt chị gì đó rồi, cho nên là chị em cũng chắc là nó hao túng tâm lý gì khi chị buồn chị nghi quẩn. Mà cái đó là chị làm cái app đó là vay tiền không? Cái đó là ở trên, hình như là chị nhắn tin trên Facebook, nó kết bạn Facebook với chị à. Nó kết bạn Facebook với chị xong rồi nhắn tin qua nhắn tin lại là nó chắc là nó cho vay tiền á, nhưng mà nó bắt mình phải chuyển tiền cho nó bao nhiêu rồi nó mới mình rút tiền. Rồi chắc là hồi nãy nghe mà chị cho mượn tiền, chị mới kể là nói là trước 5 giờ gì đó nếu mà không chuyển đủ số tiền đó thì nó khóa cái thẻ của mình, nó không cho mình rút. Là em nghĩ như vậy, chắc chị chỉ sợ vậy, nếu mà chị không, cho nên chị đi hỏi mượn tùm lum tùm la hết, là chị chuyển được 15 triệu. Chị chuyển hai lần, một lần 5, một lần 10. Thì trong buổi chiều ngày hôm qua từ 1 giờ cho tới 5 giờ là chuyển cho nó là 15 triệu đúng không? Rồi tối nay về vậy đó, rồi cái sáng này nghỉ quẩn không biết sao vậy, cái thắt dây đem dây ra ngoài. Lúc đó không ai hay hết. Dạ không, sáng nay thì 4 giờ mấy thì chồng đi làm rồi không có nhà. Rồi ai báo cho gia đình mình biết để chị em xuống. Dạ bên đây lúc ông chồng chỉ đi làm về thì với thằng em rể về thấy rồi đi kiếm không thấy, rồi bắt đầu mới điện qua bển. Ra thấy xong bắt đầu điện qua thì bên nhà em đi qua đây. Không, em qua đây thì đem vô nhà rồi. Tại vì từ bên Bến Tre qua đây là khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Dạ em qua đây 1 tiếng rưỡi luôn. Rồi lúc mà chị lên chị có thấy mặt chị chưa? Qua đây thì em có thấy gặp chị em. Lúc em qua đây chị em cũng còn bình thường, giống như chỉ ngủ thôi, cảm giác chị cái tay chỉ có mới hơi co lại thôi. Còn thấm đi. Dạ đúng rồi. Chắc mới mà. Cái này là thì lúc năm cỡ năm giờ tối hôm qua đó là bà chị Loan này có điện báo cho em không? Chị hôm qua chị điện mượn tiền em không có cho. Chị mượn em vài triệu em không có cho, em không có tiền. Rồi em chỉ hỏi là có gì không, rồi chị nói là có công chuyện thôi, rồi chiều người ta chuyển thì chuyển lại. Chị chỉ nói vậy, em mới nghi, em mới hỏi là ủa là người ta chuyển là chuyển làm sao, chị công chuyện gì. Nhưng chị Loan không có báo cho không có nói em gì biết với là mình. Cái vụ kia ha. Không có ai nói gì hết, chị đâu có nói. Rồi. Đúng rồi, thật sự là chị không có nói gì hết. Nói chung là cái chuyện này xảy ra gia đình em là hai bên không ai biết, cả chồng chị cũng biết nữa. Tới tối chồng về chồng mới biết là chị đi chuyển tiền người ta được, chuyển cho chồng chị mới biết, chứ thằng em chồng mới biết thì mở điện thoại coi là điều tra là chuyển cho cái số tài khoản đó bao nhiêu đó. Bà nội đi ra khóc nức nở hoài luôn. Nhà có mấy chị em á mà chị là hiền nhất luôn á, mà em hiểu là bởi cho nên chị mới bị gạt. Chị bị hiền quá cho nên là chị không biết đó. Cái việc tiền thì có tâm sự gì với không anh? Thì ngày thường thì chị em đi làm về là chị đi làm công ty đây nè, thì 11 giờ rưỡi chị về. Thì điện thoại nói chuyện hai chị em nó tầm khoảng nửa tiếng, giờ tới 12 giờ, 12 rưỡi là chị đi làm rồi. Là ngày nào cũng điện nói chuyện, nhưng mà cách đây khoảng tuần thì không có điện. Không điện. Tại vì chỉ nói là thấy mày làm công chuyện nhiều bận quá, không có điện đài thôi, ít có điện lắm. Thì có chuyện qua điện và mượn tiền vậy thôi đó. Rồi tới tối là thì tối thì anh ba em mới điện qua nói với cha là vợ con nó vậy đó. Giờ nó làm gì mà nó chuyển tiền vô tài khoản người ta mà sao giờ lộn mất hết mười mấy triệu. Rồi cha mới điện qua la, cha nói ừ sao con khờ vậy, con biết cái đó là vậy là lừa gạt không hay này nọ mà con để cho mà mất tiền như vậy. Thì con vậy thôi đó, thì sáng nay ngủ vậy thì ảnh đi làm mà chỉ ở nhà đó, rồi về thì thấy vợ thì cha nó đi mận, có mình nói nhà với bà cô, mà bà cô thì mới mổ mất cho nên bà không có đi ra, bà nghĩ là chắc đi vòng vòng thôi. Ở bên kia nó hù nó hăm dọ, lúc điện cho nhỏ con hỏi mượn tiền á, nhỏ con chị nè là hỏi mượn, nhỏ con nó điều tra ghét là trong khi đó đã chuyển rồi 5 triệu, rồi đang kiếm 10 triệu, rồi nhỏ con hỏi ba làm cái gì mà ba cần số tiền 10 triệu, hỏi ghét. Cái chị ngoài chị mới la, chị nghe bị phong phanh là chuyển 5 triệu chứ là mạng nó lừa đảo. Lớn rồi mà sao mà ngu quá trời mà ba ở trên mạng bây giờ nó lừa biết bao nhiêu mà không biết mà để đi chuyển. Chị mới tính điện qua chị gầy, nhỏ con nó nói ba không điện mẹ thì thôi, mẹ đừng có điện qua mẹ gầy ba rồi ông ngoại la nữa, rồi khi ba nghỉ quẩn
ba bây giờ đó, lỡ thôi ba có 5 triệu hà, mình bằng mình kiếm cái khác cũng như ba xui đi, ba đừng có chuyển nữa nha. Là bên kia hâm á, là đi thưa hay gì đó không biết, nhỏ con gái nó mới nói là nếu mà ba nói đi, bây giờ nếu anh đi thưa thì tôi đi hầu, chứ bây giờ tôi không có khả năng mà để nạp tiền nữa. Thì như cái chị hồi nãy kể ở đây là mượn tiền chỉ là chỉ không có, là nó nói là 4 giờ rưỡi 5 giờ gì á, nếu không không chuyển khóa cái thẻ tiểu thì nó sẽ khóa cái thẻ lại, là không sẽ được. Hết tiền hết không cái số tiền đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chắc là hâm dọ nên là nó phải chạy đi mượn cho đủ cái số tiền, là tối điện về cho con gái cỡ khoảng 7 giờ á là đã nạp rồi thêm 10 triệu nữa. Trời đất ơi, vậy là cuối cùng cũng chạy đi mượn tiền được 10 triệu để đúng nạp rồi. Cho đủ. Mà con gái mình đã cản rồi, ba ơi ba đừng có nạp nữa. Thì bây giờ á, nếu nó nói nó hâm, nếu không nạp á thì mất tiền không rút được. Không rút được, còn nếu không á thì mỗi tháng phải đóng lời là 1 triệu 8. Rồi con nhỏ này nó nói chắc đó, sợ thì bây giờ nếu đóng 1 triệu 8 thì đóng. Nói chung là nó hâm dọ thì nhưng mà giờ lỡ đưa rồi phải đưa tôi thêm. Quá mệt mỏi rồi. Ví dụ không đưa thì mất tiền, phải lỡ lên thiền rồi. Nhưng mà con nhỏ con gái nó nói thôi ba, có 5 triệu rồi mình bằng mình kiếm lại, ba đừng có chuyển nữa, nhưng ba nó lừa mình đó. Vậy á mở bên đây cũng còn cả. Em nói sáng em điện cho chị, em hỏi chị giờ hôm qua là chị mượn tiền chị làm cái gì, nhưng mà điện không nghe máy, tới chừng điện lại là vậy rồi. Là nó nói tôi chuyển cho anh lần này mà nếu mà anh không chuyển lại cho tôi chắc tôi chết. Bởi vì mai mốt mình cảnh giác là đừng nên gỡ Messenger những cái đường link gì hết. Nó đánh vào tâm lý của mình đó. Em nói là tại vì chị em khờ quá, xài giống như lên mạng nó đánh nó này nọ đó. Còn như tụi em thì không bao giờ mấy cái vụ đó. Giờ làm sao mà đi thưa mình được. Chứng cứ gì, tôi đâu có vay tiền gì, tôi nạp qua cho anh, anh rút mất mẹ tiền tôi rồi. Nói chung là tại bà chị quá hiền đi. Nó bị lường gạt rồi. Trong lúc em nghĩ là bây giờ thứ nhất á là chị đi mượn tùm lum rồi, bây giờ thứ hai nữa là chị giờ chị đưa cho nó rồi, nó đưa cho mình mà giờ không đưa lỡ vậy rồi, nếu mà chồng biết thì chắc hai chồng gây lộn người lão hay này kia nọ, tâm lý hai bên rồi bây giờ không biết tiền đâu trả rồi suy nghĩ chuyện vợ chồng mà làm gì khỏi cự cãi, mà tại sao chắc chồng mình không nói với mình mà để đem về mét cha mét mẹ, nên vậy nói chung là nhiều chuyện để áp lực. Chị cho em hỏi là trước đó là chị Loan là có thiếu nợ hay là chơi cái môn cờ bạc gì đó? Không, mà đó giờ không có chơi mà để mà cái số tiền không? Nói chung là thiếu nợ thì có thiếu, không biết ít nhiều, có thiếu là lý do làm nhà, làm cửa rồi nó làm ăn này kia nó thiếu, chứ nói mà cờ bạc là nó như vậy tiết kiệm lắm, chứ không có xài tiền tùm bậy tùm bạ, ăn uống đồ là bà không có xài tùm bậy tùm bạ. Lừa đảo đánh vào tâm lý của mình, đang cần tiền bỏ ra một số tiền nhỏ như 1 triệu 2 triệu để lấy vài chục triệu thì tất nhiên tâm lý không, của mình sẽ cần lúc đó. Chị không có cờ bạc không có gì anh. Thí dụ như đi đâu lâu lâu mua mọc về tờ giấy số thì có. Chứ mà nói mà cờ bạc là nó không có. Nhưng ba cũng nói rồi. Ba là ba chỉ hả? Ba là ba, nó kêu nhỏ này là bằng ba không à. Rồi á ba thôi ba đừng có nghe lời nó, thì bây giờ nó cứ điện nó nói gì với ba thì ba cứ nói là bây giờ nếu mà thua nếu bây giờ tôi không có khả năng mà để mượn cái số tiền mà để chuyển cho bác anh nữa. Vậy mà tối lũ thủ cũng nhắn tin qua cho nhỏ con với gửi cái số tài khoản mà nó đã chuyển tiền qua đó. Trời ơi. Là chuyển hai lần, một lần 5 triệu, một lần 10 triệu là chuyển qua cho nhỏ con của chị á. Nói tài nè. Nói chung ngày qua nó cũng có cái điều gì đó lên tính sao á. Chứ thường thường nói vậy. Sao chị? Là giống như là nếu mà chị chuyển tiền đúng không? Dạ. Thì chị nói mình nghe, còn ngày qua chị nói xong rồi chị gửi qua cho cô là đã có chuyển, giống như là chị muốn để lại cái bằng chứng cho mình biết vậy đó, mà cái kiểu vậy á. Nhưng mà cái đây mấy ngày thì chị có nói với em để mất tôi chết chôn chút vừa này nha, chị vừa này luôn vậy trước chị luôn hả? Có bà cô nè, bà